tiếng Nhật cần những sách gì? Ngày nay vì nhu cầu việc làm cũng như du học, tiếng Nhật trở thành một ngôn ngữ mà rất nhiều người ở Việt Nam lựa chọn để học. Dù học ở đâu, ở trung tâm hay tự học ở nhà thì sách tiếng Nhật là yếu tố bắt buộc phải có. Trong các hiệu sách, các trang thương mại điện tử như Tiki, Fahasa có rất nhiều sách. Bạn lo lắng không biết phải lựa chọn thế nào cho đúng, bạn băn khoăn không biết sách tiếng Nhật nào tốt. Đừng lo, GoJapan sẽ phát bạn những quyển sách bạn nên có cho lộ trình học tiếng Nhật từ N5 đến N3 để bạn có thể tham khảo nhé. Bắt đầu làm quen với tiếng Nhật, bạn sẽ phải học hai bảng chữ cái là Hiragana và Katakana. Việc học hai bảng chữ cái không quá khó, nhưng cũng không đơn giản. Nếu chịu khó một chút, bạn sẽ mất khoảng 2 tuần để thuộc lòng hai bảng chữ cái. Giai đoạn này, bạn có thể tham khảo sử dụng sách tập viết tiếng Nhật căn bản Hiragana và tập viết tiếng Nhật căn bản Katakana. Nihongo no kakikata o renshiu suru. Bước vào giai đoạn sơ cấp N5, N4, bạn không thể không biết đến giáo trình quốc dân Minna no Nihongo tập 1, tập 2. Bộ giáo trình Minna no Nihongo có đầy đủ sách giáo khoa, Honsatsu, sách từ vựng ngữ pháp, bản dịch tiếng Việt, sách bài tập, Hyojun nondai, sách đọc, topic, sách nghe, chokai taisaku, sách kanji với đầy đủ các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, hán tự, ngữ pháp, từ vựng. Đây là bộ giáo trình được sử dụng thông dụng nhất trong các trường, các cơ sở đào tạo tiếng Nhật tại Việt Nam. Bộ giáo trình này gồm 2 tập, 50 bài. Trong đó tập 1, 25 bài tương đương với trình độ N5, tập 2, 25 bài tương đương với trình độ N4. Bộ sách này vô cùng tiện lợi vì có các bản dịch tiếng Việt và bản tiếng Nhật. Vậy là sau khi học hết 50 bài Minna, bạn đã có lượng kiến thức từ vựng ngữ pháp dồi dào để thi JLPT ở mức độ N4. Ngoài ra ở trình độ này, bạn có thể tham khảo sử dụng giáo trình Marigoto. Đây là một giáo trình được thiết kế trên quan điểm xem trọng việc dùng tiếng Nhật để giao tiếp, hiểu rõ và tôn trọng nền văn hóa khác. Nên khi học giáo trình này, bạn sẽ được nâng cao khả năng giao tiếp cũng như nâng cao hiểu biết về những đặc điểm văn hóa của người Nhật. GoJapan nhận thấy ưu nhược điểm của từng bộ giáo trình, chúng tôi đã kết hợp tạo ra một bộ giáo trình GoJapan N5 N4 tích hợp trên app GoJapan để người học vừa có lượng từ vựng ngữ pháp đầy đủ, vừa nâng cao khả năng giao tiếp cũng như cung cấp những kiến thức văn hóa, đời sống để bạn không chỉ làm quen với tiếng Nhật mà còn làm quen với cuộc sống trên đất nước Nhật. Đối với giai đoạn N3, bạn sẽ càng đau đầu hơn với việc chọn giáo trình vì giáo trình dạy và ôn thi N3 vô cùng đa dạng và phong phú. Bạn có thể tham khảo và chọn một số giáo trình tiêu biểu sau. Đầu tiên phải kể đến giáo trình Somatome N3 gồm 5 quyển kanji, nghe, đọc, từ vựng và ngữ pháp. Giáo trình này có bố cục rõ ràng, dễ nhìn, dễ học và ví dụ đầy đủ. Giáo trình được chia theo tuần nên có thể căn chỉnh thời gian để có lộ trình học hợp lý hơn. Cũng không thể không nhắc đến bộ Mimikara Oboeru N3 gồm 3 quyển từ vựng, ngữ pháp và nghe hiểu. Đây cũng là một bộ giáo trình để học N3 khá hay, kiến thức được tổng hợp rành mạch khoa học theo chủ đề hoặc chuyên đề hợp lý. Nội dung giải thích trong sách chuyên sâu, dễ hiểu. Ngoài ra để học N3 còn vô vàn giáo trình như Shinkansen Master, Speed Master, Minna no Nihongo trung cấp, Try N3. Mỗi cuốn sẽ có những ưu nhược điểm riêng nên ở trình độ này các bạn có thể sử dụng đan xen nhiều giáo trình để có thể tối ưu nhất theo phương pháp học của bản thân. Hiện nay để phục vụ người học có thể học mọi lúc mọi nơi, GoJapan cũng đã tiến hành số hóa toàn bộ các giáo trình này trên trang web gojapan.vn để người học có thể học online, tải tài liệu, đọc tài liệu online trên đó. Như vậy chỉ với một chiếc điện thoại hay một cái laptop, người học có thể tranh thủ học trên tàu, trên xe, quán cà phê, bất cứ khi nào rảnh mà không phải lo lắng việc luôn mang theo giáo trình tài liệu bên người. GoJapan chúc các bạn có những giờ học thật hiệu quả. GoJapan luôn đồng hành các bạn trên hành trình học tiếng Nhật.